Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Linh chúc cô chú anh chị ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hôm nay Linh làm bữa cơm trưa đạm bạc cô chú anh chị ơi. Sáng Linh không đi chợ á, trong tủ lạnh Linh còn ít đồ ăn, cái Linh đem ra Linh làm cơm ăn luôn. Linh hái một ít rau muống nè. Lúc này rau muống đồng tốt với cô chú anh chị ăn rau muống cho nó bổ. Linh hái rau muống à, hôm nay Linh sẽ xào rau muống xào tôm cô chú anh chị ơi. Tôm này là Linh mua tôm thẻ nè, Linh lọc ra, Linh bỏ vỏ, chút Linh đem xào với rau muống xào tôm, tôm xào rau muống, với Linh có ít trứng, nãy còn 5 trứng, Linh rửa sao nhẹ tay quá nó bể hết trứng của chú anh chị, giờ còn có 4 trứng, bây giờ Linh luộc 4 trứng này với tôm xào rau muống, bữa cơm đạm bạc của chú anh chị, 4 trứng này 4, 4 người. Nhà Linh 4 người, bữa nay chia ra người ăn trứng. Và bây giờ Linh sẽ bắt trứng lên, Linh luộc trước. Linh bắt cái nồi nước rồi, bây giờ Linh bỏ vô một tí muối. Chút nữa cái mình lột cái trứng cho nó dễ. Được có 4 trứng hay 5 trứng mà là cũng rửa sao mà bể hết trứng. Để đó đi rồi quay qua Linh sẽ xào rau muống. Bên đây Linh sẽ đi xào tôm để xào rau muống. Linh cho dầu ăn vào, Linh cho hành tím với tỏi vào, Linh phi vàng thơm, cứ bỏ tôm vô xào. Tỏi vàng thơm mà Linh cho tôm vô. Một ít hạt nêm, tí xíu muối, tí xíu đường, tôm mau chín rồi. Linh bỏ rau muống vô Linh xào luôn cô chú anh chị. Rau muống này Linh chần qua nước sôi rồi, nước nóng đó, cho nó dễ xào. Món này làm nhanh gọn mà nó ngon. Rau muống thì ăn nó bổ. Hai ba bữa là Linh sẽ ăn rau muống, hái rau muống ăn. Thơm phức luôn cô chú anh chị, thơm mùi tỏi. Nó thơm. Linh sơ qua sơ lại nữa là được rồi. Cái này rau muống Linh chần qua nước sôi nó cũng mau chín này. Cơm thì hải sản thì nó mau chín lắm. Rồi. Được rồi cô chú anh chị. Ngon rồi đó. Chín nè. Mình sẽ tắt lửa và dọn cơm ăn. Bữa cơm trưa đạm bạc của Linh cũng nấu xong rồi cô chú anh chị. Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Hôm nay Linh ăn mà cơm với tôm xào rau muống cô chú anh chị. Đây là dĩa thịt luộc, Linh còn miếng thịt luộc hôm qua Linh luộc ăn còn đó. Nên Linh hâm lại, Linh sắp ra Linh ăn chung với hộp vịt nữa nè. Hộp vịt được 4 trứng cô chú anh chị.
Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm cùng Linh nha. Đây là dĩa nước mắm chua ngọt của Linh nè. Linh sẽ dầm một cái hộp vịt vô đây. Vịt này Linh luộc khoảng lòng đào rồi. Linh để nước cho nó sôi lên, Linh tắt, Linh đậy lại hồi nó chín luôn. Mình sẽ ăn rau muống trước, chấm vô đây. Thơm. Muốn xào tỏi nó thơm. Em thích ăn rau muống xào tỏi lắm. Thơm mùi tỏi, thường Linh xào xào hơn nhiều hơn luộc. Dạ ăn con cơm. Cơm thì thịt nó chắc, nó ngon. Chắc thịt, ngọt thịt. Thịt nè, chiều hôm qua Linh nấu cháo nè, buổi tối nha. Nấu cháo à, còn ít thịt luộc lại. Bỏ vô sáng nay ăn, hâm lại ăn. Bữa cơm của Linh cũng đã xong cô chú anh chị. Món ăn đơn giản mà nó ngon cô chú anh chị.
Thường bữa cơm của Linh chia sẻ nhưng mà cơm quê đơn giản không có gì cầu kỳ ở trên YouTube anh chị, nhưng mà ăn nó rất ngon. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại nha cô chú anh chị. Xem video của Linh á, thấy thích ủng hộ cho Linh một like, một comment và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.